Nếu mà cái phòng gym của anh á, đúng không, mà nó bị ổ, nó bị gọi là virus corona nhiều á, thì anh thấy là rồi rồi, vòng đây không còn chỗ nào nó an toàn đâu mấy. Cái bữa đó đó, anh nhắn tin cho group, anh kêu tất cả những nhân viên media và phòng gym, chủ nhật tụi bay lết vào phòng gym hết cho tao. Biến, có biến, có biến. Nè, để làm chi? Để đeo khẩu trang. À, xin chào mấy em. Đại dịch corona chán quá trời mấy em. Kinh tế xuống giả man luôn á. Ngành phòng gym giờ nó xuống lắm luôn rồi. Đóng cửa quá trời luôn, mấy phòng nhỏ 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 bây giờ nó vắng tanh luôn, không còn ai tập gym hết. Trời, mấy thằng bạn anh nó than khổ, mấy đối tác anh thiếu nợ luôn. Nói anh cho em thất cái tháng này đi chứ giờ tháng này mà anh đòi quá em nhảy lầu luôn. Thôi sao vậy? Cái nói ủa corona mày bán súp liên quan gì tới corona? Cái nói trời đất ơi, không biết đâu, nó xuống quá bây giờ dân nó chết đói luôn mà nó không có tiền nó uống súp luôn. Súp em tồn kho quá trời, tự em uống luôn. Nó ghê vậy đó hả? Vậy anh đố tụi em, nói thiệt hay nói xạo? Thường thường trong kinh doanh đó mấy em, đây là cái bài nha, bài ca con cá, cái bài mà than nghèo kể khổ để quỵt nợ đó, bực mình lắm. Nhưng mà cái tình trạng corona nó ảnh hưởng tới phòng gym là có thiệt nha. Mấy em hỏi anh nữa, về phòng gym anh Duyên có ế không, có khổ không? Nói, cũng khổ thấy bà luôn. Bây giờ nó dày nè mấy em, tập gym á thì nó có nghịch lý á. Nó gọi là có mấy thằng nó ghiền tập gym mà nó sợ chết. Nó thôi giờ dịch ở nhà này nọ, không có đi tập gym này nọ, làm phòng gym mà nó ế quá trời luôn. Giờ ngày á thì nó còn dao động tiền vé của anh ngày còn chừng 20-30 triệu em. Nó có khi có ngày nó còn 14-15 triệu luôn. Nó xuống kinh khủng luôn. Bởi vậy đầu năm vô tao nói vậy thiệt á, cái giới làm ăn với nhau á, nó ngồi nó tâm sự, nó nói là mấy năm nay năm quả tạ chiếu hay gì á, mới dính cái Tết xong tới cái cúm, hai cái đó làm một phát liên tiếp mới ghê mấy em, ghê lắm. Trời đất ơi, tụi em làm chủ đi, tao biết cái Tết đó nó nghỉ chừng 15 ngày nghỉ là lây lất ra cũng khoảng gần 30 xong mà thấy đủ khổ rồi chưa. Vô mới ló đầu vô trả lương cho tụi nó là thấy móm mỏ rồi đó, rồi tiền hàng đối tác, rồi tiền dịch vụ ABC chi không thấy thu vô đồng nào chân trời hết á. Rồi giờ thêm corona, trời đất ơi, corona nghỉ học mấy em, nghỉ học sinh viên nó có vô đâu, ông sinh viên núp ngoài quê không à, mà mấy sinh viên uống súp quay rệt bê đúng ghê luôn. Wow. Nào cái này bán sinh viên được, cái loại này bán sinh viên được mấy em, loại này với loại này, trời đất ơi, sinh viên nó order đợp luôn á. Cái hộp này có mấy trăm ngàn à, cái này cũng mấy trăm ngàn à, trời đất ơi, nó order thấy cưng lắm kìa. Bây giờ á Sài Gòn vắng tanh nè, đi hết với kẹt luôn rồi. Cái tụi sinh viên nó chưa vô mà tụi lớp 9, lớp 10, 11, 12 nó chưa học nữa, nó không vô đây. Làm dạo này mấy này bán không được mấy em. Rồi quay lại có chuyện phòng gym. Phòng gym á thì mệt quá. Nói chung á thì có đứa nó nói anh vậy nè, phòng gym anh có đo nhiệt không? Đo nhiệt là cầm cái cây nè mấy em, bắn cái sọ vậy nè, trong sân bay á, tít đó. Cái nói nó đo nhiệt cái con khỉ gì mày ơi, đâu mà phòng gym chứ phải gặp chiếu phim đâu mà đo nhiệt, đúng không? Thí dụ như bây giờ á, tâm lý chung nè, tụi em bị sốt á là tụi em nghỉ ở nhà rồi đúng không? Mà huống hồ gì trong cái dịch corona nữa, tụi em bị sốt á, tụi em lết mẹ vô bệnh viện rồi chứ tụi em lết phòng gym làm cái gì ba. Nên cái vấn đề mà lắp cái máy đo nhiệt là cái chuyện anh phản đối cực kỳ luôn. Hồi kỳ mà họp hội đồng quản trị đó, anh là người duy nhất phản đối, không, anh phủ quyết hết. Nói anh ơi, giờ nói chung là mấy khách hàng giờ nó cũng mắc cười lắm anh. Anh giả bộ anh mua cái máy đo nhiệt của Trung Quốc về bấm đi, tụi nó thấy ấn tượng, tụi nó vô tập anh. Nói không, chuyện đó để cho phòng gym của ấp nó làm, đúng không? Còn anh là anh gymmer chân chính, anh có suy nghĩ của anh không bao giờ anh làm cái máy vớ vẩn đó mà làm kiểu tròn nít vậy. Nên anh bác, anh đâu thấy đâu. Chứ anh chơi màn tặng khẩu trang không anh? Nói trời đất ơi, mày kinh doanh gym mà, đúng không? Chứ là phải xăm bí đau tàu lau đâu mà tôi tặng khẩu trang, trời. Người ta đưa cho anh những cái idea, anh rất là bực mình. Nhưng mà có một cái idea này anh chấp nhận mà. Đó là gì? Phun khử trùng corona. Phun khử trùng corona. Tại sao anh chấp nhận mà em biết không? Không phải là nó thuyết phục đâu, anh ghét phun lắm. Hồi nhỏ mà anh ở dưới quê á, mỗi lần anh ra bờ suối con hang á, đốt mấy cái nhăn mũi, zumbo rồi mấy cái thuốc xịt phẹt 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 mấy con trùng này, anh bực lắm, anh không thích. Đó.
Nhưng mà bây giờ nó đưa ra cái idea, thôi giờ phun khử trùng corona đi, anh đồng ý. Tại vì nó hên thôi, nó hên mấy em. Lúc đó là có một công dân quả tóc của nhà nước gửi tới phòng gym của anh. Nó là trước tình hình chuyển biến rồi này nọ gọi là phức tạp của dịch bệnh đó, thì hy vọng quý doanh nghiệp hỗ trợ hợp tác cùng với chính quyền để gọi là mình thực hiện những công tác mà gọi là nó vệ sinh, rồi nó gọi là nó khử trùng tập thể rồi đó mấy em. Đó, để tạo ra cái môi trường gọi là tập luyện an toàn phòng gym điểm của quận. Rồi vậy đi. Nghe thấy họ cũng có lý, thôi nhiêu, how much. Cái nói giờ có hai loại, một là phòng y tế làm, hai là ra ngoài làm, nói chung là nào cũng được hết á. Thì nói chung phí thấp lắm, phí ít, không ra mà cãi hết, vài triệu bập luôn mấy. Nói chung là anh nó tập anh nhà nước kêu gì anh làm đó. Anh là rất là chấp hành chủ trương mà thú hồi cái này nó cũng hợp lý hiện đại. Nhưng mà sao mà tự nhiên mình nghe mấy ông có gì đó sai sai không ta? Không có gì đó sai sai không ta? Mình là dân kinh doanh đúng không? Mình là dân làm ăn đúng không? Huống hồ gì mình làm marketing chúa nữa. Mà mình không lợi dụng cái dịp này mình nổ nó sai sai. Cái bữa đó đó, anh nhắn tin cho group. Anh kêu tất cả những nhân viên media và phòng gym chủ nhật tôi lết cho phòng gym hết cho tao. Có chuyện cần làm. Biến. Nam thanh nữ tú hả, mặc đồ tươm tất tới phòng gym của chủ nhật tao không cho nghỉ luôn. Anh này fascist lắm em. Nè, để làm chi? Để đeo khẩu trang. Để đeo khẩu trang mấy em. Bây giờ tập gym á thì phải đeo khẩu trang làm vlog nó mới có gì thương mại. Chứ mốt hồi này nó qua đi rồi nó hết view nha. Má chúng tập thì phải quay ba có động cái gì vậy? Bây giờ anh nói một câu này đúng với timeline nha. Dù muốn dù không thì nó vẫn đang diễn ra. Chúng ta có muốn nó cũng chưa hết, đúng không? Chúng ta có buồn thì chúng ta cũng chết đói. Ok chưa? Đó, thì thôi. Bây giờ mình quất kẹo khẩu trang đi. Đó, đeo khẩu trang vô rồi phun này phun kia rồi đi theo lau chùi máy móc rồi đó. Đi theo lau chùi máy móc vệ sinh clean up hết một lần luôn. Để anh làm cái video điểm đó, để anh thông báo, để anh cạnh tranh với phòng gym kia. Mấy phòng gym nhỏ trong vòng đây nó không làm, cái chỗ mấy phòng gym lớn nó làm thôi đó. Nhưng mà phòng gym lớn nó làm thì anh thấy nó cũng cái kiểu như là phòng nó dịch vụ chính, nó ít gym, anh khác. Mấy em thấy anh có giá trị thương mại không? Đứng mà lao thấp thấp ở dưới mới có bồ được. Dạ, và bây giờ anh ngồi đây á, anh nói về cái buổi mà phun khử trùng thôi. Thật ra đó, cái chuyện mà phun khử trùng á, nó chỉ có ý nghĩa về mặt biểu tượng. Ý nghĩa về mặt biểu tượng thôi. Chứ còn anh thấy á, theo quan điểm của anh á, nếu mà cái phòng gym của anh á, đúng không, mà nó bị ổ, nó bị gọi là virus corona nhiều á, thì anh thấy là rồi, vòng đây không còn chỗ nào nó an toàn đâu mấy em. Đây phòng anh nó trâu bò không à. Thứ nhất là mạnh khỏe, thứ hai là người có ý thức, dân có tiền mới tập nổi phòng anh, mấy em thừa nhận không? Cái chuyện phòng anh á không phải là cái chuyện tập mắt, đúng không? Con triệu một tháng rẻ bèo rồi, 5-6 triệu quá rẻ, đúng không? Nằm ở vị trí trung tâm Bình Trong Bê Bình Tân đó, thì không mắc. Nhưng mà vô đây á là bị bào súp mấy em. Nó thẳng là nặng vậy luôn á. Má vô đây uống nước lã tập nhục lắm luôn. Nó nên bị bào súp nên đa phần á, cái đối tượng khách hàng của anh á, anh không phải nói gì toàn dân nhà giàu không, đa phần là dân nhà giàu là chính. Nên cái việc mà ý thức họ cao, họ giữ gìn vệ sinh họ này họ kia, và cái mối quan hệ xã hội của họ cũng đẳng cấp nữa. Thì đó là một cái vấn đề mà nó cảm thấy sự an toàn, đúng không? Đó, mà phòng gym á thì nó nóng, đúng không? Anh ở đây á 10 giờ mới cho mở mới lạnh mấy em.
trước 10 giờ anh mở cửa ra để đối lưu không khí này nọ cho ánh sáng vô giết hết mấy con virus luôn. Wow. Không đó con corona nha, con cúm con kiết gì đó giết sạch hết. Đó. Nên cái gọi là nó cũng không có ai mà khạc nhổ ầm ầm mà cũng ai mà ho sụ sụ hết. Có mình anh ho thôi. Cảm thường, rõ ràng như mày mà nào nói tới corona tao kiện thấy mẹ luôn á. Anh ho anh có xét nghiệm nha. Nên cái việc mà gọi là phun khử trùng là biểu tượng đó, và khi mà nó vô trong cái gọi là suy nghĩ của anh đó thì nó mang ra một cái vấn đề marketing, nó phát ra một cái thông điệp là phòng gym của Duy Nguyễn là thực hiện đúng chủ trương chính sách của nhà nước, đồng hành với nhà nước trong vấn đề corona đó. Còn nhiều cái bí mật khác mà anh không tiện nói nè, anh chỉ nói về phun thôi. Vì thì phun hết tất cả mọi lầu luôn, hầm xe, bãi xe, cầu thang phun sạch trời đất ơi. Phun xong mà nước nó ngập linh láng mấy em, nước nó ngập lên láng quá trời, nhân viên phải láo từng tà này nọ kia dọn dẹp sắp xếp lại, buổi chiều khách vô đúng đông luôn mà y như rằng câu được mấy con cá. Mấy con cá mà sợ corona tự nhiên thấy anh phun xong đăng Facebook xong vô đăng ký nha. Wow. Cũng không biết hiểu sao nữa, nên ngày đó vô được mến nè. Wow. Nên thật sự á, cái dịch corona này hỏi anh Duy Nguyễn phòng gym anh có sợ không? Nope. Tao không sợ chút nào á, không sợ. Thật sự với anh á, cuộc sống này phải nói à, bây giờ á, xã hội có biến thằng nghèo chết trước. Mấy em thừa nhận không? Thằng giàu thì nó đỡ giàu thôi chứ sao nó chết được. Đó. Mà giờ phòng gym của anh là đối tượng nhà giàu không à. Nó đăng ký 3 năm bút xa gà chết hết rồi. Đăng ký 1 năm bút cũng xa gà cũng chết rồi, thấy không? Rồi bây giờ á, không ảnh hưởng về mặt doanh thu lắm, nhưng mà ảnh hưởng mấy này mấy em thật sự luôn quá nữa này, kinh khủng nữa này. Nó. Trên này không biết giờ giải quyết sao đây nữa. Mỗi lần nghe tin mà gọi là dời lịch học lại, trời ơi buồn lắm mấy em ơi. Dời lịch học lại á, biết sao không? Cha mẹ tụi nó tới đây tập gym dẫn tụi nó theo, 20 đứa nhỏ đeo khẩu trang nhìn thấy đúng cưng luôn ông ơi. Người lớn đeo khẩu trang là bình thường, con nít đeo khẩu trang nhìn dễ thương lắm. Mấy đứa nhỏ có đứa 5 tuổi, 6 tuổi, thậm chí có đứa 3 tuổi, đứa má nó ngồi chỗ nó sao đi. Mẹ nó tuyên truyền cho nó, mẹ nó con ngồi đây đi, con đi, con bệnh đó, nó ngồi chỗ cúm cúm để đeo khẩu trang. Trời ơi. Xong rồi lịch học rồi sao? Sinh viên học sinh nó không vô được, nó mua được cái này. Wow. Nó mua được cái này mẹ ơi. Còn khách Vĩnh Phúc thôi giờ khỏi bán được luôn. Bán với sao ship luôn. Ảnh hưởng lắm. Đó. Đó là cái ảnh hưởng của corona. Mà đối với phòng gym, còn thật sự còn những cái ảnh hưởng khác, thí dụ như cái thị trường mình lắc và thị trường máy tập gym, đúng không? Máy tập gym có những cái hệ tập mà những ốc nghiếc, những con dây sản xuất bên Trung Quốc đó. Hai giờ hồi sáng mấy thằng tàu nó nhắn tin gửi email qua, nó nói là giờ công ty làm lại chuẩn bị cung cấp nguyên vật liệu được, có đặt hàng đặt đi. Cái anh hỏi nó corona bên mày sao rồi, tới giờ nó chưa rép đâu ông ơi. Anh quan tâm anh hỏi vậy mà tụi em thấy anh hỏi vậy là vô duyên hay quan tâm em. Nó vô nó hỏi anh cái gì gọi là gì happy new year rồi năm mới thành công phát tài phát lộc gì đó, rồi ok mình chuẩn bị có những mẫu mới về bình lắc về này về nọ đó, mình gửi bạn design này nọ rồi xong rồi chúng ta cùng nhau làm về quy trình quality control đồ rồi bạn lên máy công đó. Xong cái mình hỏi nó một câu đơn giản thôi, corona bên bạn sao rồi? Tại vì biết sao không? Ủa ông đừng có giỡn nha ông nội. Bây giờ bên đó sản xuất đúng không, nhưng mà cái corona này nó phức tạp quá thì mình không biết là cái hàng của mình nó có về được Việt Nam hay không, đúng không? Mà cái hàng của mình về Việt Nam nó phun khử trùng kiểu gì, nó giấy tờ tất cả thứ nó hơi nguy hiểm ở chỗ này. Bởi vậy á, cái corona đó đối với nền kinh tế Việt Nam thì nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt, và đối với ngành thể hình nó cũng ảnh hưởng rất nhiều mặt, thề luôn. Thí dụ như giả sử anh biết vũ thôi nghe, cái hũ súp này là sản xuất bên Mỹ nhưng mà cái lọ này đâu ai biết, anh không biết, có thể anh biết mà không nói, nhưng mà anh ví dụ thôi. Trường hợp ví dụ cái lọ này, cái lọ không á, cái lọ không nó sản xuất bên Trung Quốc thì sao? Đó. Xong rồi có súp không có lọ đổ đâu uống ba, khổ thế chứ. Nhưng mà phải phân tích một cái bệnh viện chung á mấy em, khi mà cái dịch corona này nó làm cho kinh tế đi xuống, tất cả những ngành nghề đi xuống thì nói chung ai cũng ảnh hưởng thôi. Phòng gym không ít thì nhiều, nhất là những phòng gym nhỏ doanh thu ảnh hưởng rất lớn, thành phòng gym lớn cũng ảnh hưởng, giá bất động sản đi xuống. Ví dụ như cái quán nhậu năm nay nó bị hai đợt luôn, một đợt là nghị định 100
tự nhiên cái quán đang bự chà bá lửa vậy đó. Xong rồi cứ 7 giờ tối là chốt áo vàng nằm đó, không ai dám vô nhậu hết đó. Xong rồi phạt rượu bia này nọ kia, rượu bia bán xuống hẳn luôn, quán tiêu điều luôn. Xong bây giờ cúm corona không ai dám ra quán luôn. Trời ơi, chắc trụ thêm vài tháng nữa trả mặt bằng luôn. Trả mặt bằng mà bằng không ai dám mướn, có xuống giá không ba? Xuống giá là không biết chủ nó có tiền tập gym phòng anh Duy Nguyễn không nữa. Đó là cái ảnh hưởng dây chuyền lắm em. Nghe thì nó cũng hơi buồn đúng không? Nhưng mà có buồn hay buồn gì thì cũng phải sống đúng không? Cũng phải làm ăn và cũng phải phát triển. Cũng giống như anh Duy ngồi đây vẫn phải làm video từng ngày đúng không? Để câu like, câu view gì đó không biết. Đó, để kiếm tiền quảng cáo không biết, để bán hàng không biết, hay là để PR bản thân gì tao không chả biết tao làm video về cái gì nữa. Cứ hẹn lại lên, thích thì làm thôi nha. Thích thì làm thôi chứ không biết làm được cái gì. Đó, đó là. Và cái công việc của anh Duy phải cố gắng điều hành từng ngày. Đó, để cho ví dụ như mình làm gì làm, túi tiền mình không bị vơi thì mình mới sống được. Chứ còn có những cái thằng ở nhà nó trốn corona không á, nó chưa chết vì corona mà nó bị bà chủ phòng trọ đạp ra khỏi nhà vì không có tiền rồi. Nè, nên cái clip này tụi em dựng ra cái video về nổ cho người ta biết à, phòng THOL là phun corona hiện đại, quy trình chất lượng này nọ các kiểu, máy móc thiết bị, rồi vài bữa nó làm thêm cái quân 12 nữa cũng phun giống vậy nữa, trả đáng bao nhiêu tiền kệ, làm cho nó bài bản nó lại lần nữa. Nó là biểu tượng, nó chỉ là biểu tượng thôi. Còn quân 12 của anh corona chết 18 kiếp biết sao không? Tại nhà tao cao quá. Ông ở nhà tao cao quá, nhiều ánh sáng mặt trời nó chiếu vô hết, con nào sống nổi đúng không? Bởi vậy bên quận 12 là tập nhiều nha, dạo này quận 12 đăng ký đông kinh luôn, người ta không biết lượng đấy. Nhưng mà thôi nói dài quá nghỉ đâu.